Nóng lắm rồi. Mặc bánh mặc bánh với ăn bánh canh ghế đầu đẹp ra cờ gầy hai bạn cái môi nó cũng bự lên nè, môi dày lên nè, lỡ môi nè. Bác sĩ làm bệnh cấp cứu đó, hôm qua ngày đó học lắm là nam gái nghe mặt mà không lên là nghe nó bác sĩ bác hẩm nhận hả? Bác sĩ bên kia cứu á, cấp cứu buổi đầu tiên nhận không đâu vậy? Cái nam gái ra đó, trời ơi, mặt mệt rồi, mập nẹp trắng trẻo hơn rồi, xong ha. Nói chung nước chứ không phải son hết thoa miệng thôi. Nước khô đó, nước Đức Hiền mến chào các bác anh chị nha. Nay thì Đức Hiền cũng đến thăm Hồng Ngọc để chia sẻ lên cho mọi người cùng xem ha. Hồng Ngọc thì mới đi tắm vô em. Cho ông bà có chữ nè. Chào. Chào mọi người. Em mày khỏe không em? Ăn được ngủ được, vui vẻ nhiều rồi. Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ như tiền vứt đi. Nhưng mà chắc có lẽ là đòi về chắc hai ngày về hoài. Đòi về hoài á? Hai hôm nữa hả? Hai ngày nữa về đúng không? Bác sĩ cho về không phải đòi về? Thì cái gì bác sĩ là? Gì? Cái nhìn hoài là đi. Ông nhìn ông phái hay gì? Bớt ăn lại cho bụng nhỏ. Cái gì? Bớt ăn lại cho bụng nhỏ. Bớt ăn lại cho bụng nhỏ lại. Mặt nay giúp sưng quá rồi hả? Mặt quá, không ngủ mà cứ ngồi mặt như thế này. Trời, mặt luôn. Ngồi thế này là hôn quê, ngồi thế này là như là đủ thiếp á. Ngồi giữ đây nè, dưới đây nè. Có khi nào giữ nước không? Mặt sưng rồi. Dưới đây nè, ngồi thẳng vô ra, giữ thẳng vô. Ngồi nó giữa, dưới đây. Ngồi. Giữa nhỏ, thôi cũng quên luôn. Rồi bác sĩ có nói mặt sưng gì không? Không. Giống mặt sưng quá Ngọc. Sưng bự luôn hả? Gì? Bác sĩ nó mập không sao hả? Thôi. Mình vào cắn gì? Gì? Ba nội chứ để gì vô mà mình đi sinh đau chết rồi mình xỉa rồi này. Cái gì? Ai để gì vô cùng? Xỉa gì? Ai để gì vô mà sưng hoài đó vậy? Sưng không? Không có đâu. Tôi có một xác người ta để làm bậy làm bạ vô trời cắt người ta phải đi. Có gì nói gì nữa rồi? Vậy là tỉnh táo chưa mà nói gì vậy? Từ lâu nữa, có tỉnh táo không mà đòi về? Nếu bác sĩ nó coi là tỉnh táo thì cho về hả? Gì? Đâu hôm nay nói cho Hiền nghe vui, nó đúng nha, đừng có nói cái gì mà. Nói gì giờ nghe, có gì vui chưa? Không gì vừa kể nghe coi. Kể nghe coi. Đi chừng nào tỉnh tuần đi ra ngoài làm ăn. Không bị cái gì đâu mà tỉnh tuần. Thì bác sĩ khám hết chưa? Uống thuốc là mình mệt thêm. Uống thuốc mệt thêm hả? Cái trước mắt là không giờ thấy em là khác đó là em cơ thể em khỏe hơn, mập mạp hơn nè. Nói chuyện hay hơn nè. Không còn nói thiên cơ nữa nè. Đó là cái điều tốt rồi. Ăn nhiều quá thì đúng rồi. Ở không rồi ăn nhiều ngủ được. Chính gì vậy? Nó mới rớt mắt hả đâu? Để tôi kiểm tra coi. Có gào. Đâu có đâu. Liếc lên coi. Tôi mở đèn coi. Coi. Đâu rồi. Em nhìn đâu có thấy, người khác nhìn mới thấy em chứ. Mở mắt bự coi, liếc lên trên đó. Không thấy. Thôi được. Không thấy rồi. Cô bác anh chị em mới đến xem thì ủng hộ Đức Hiền bằng cách là đăng ký kênh ha. Cho Đức Hiền xin một lượt like, một chia sẻ để Đức Hiền thường xuyên cập nhật sức khỏe của Hồng Ngọc cho cô bác thêm. Lú ra ngoài vậy nè, lú Dũng mi. Quay coi. Quay. Lú con mắt kìa. Gắt rũ ra hả? Vừa qua ta coi dưới nhà tôi mới lên thôi. Bác sĩ điện thoại luôn lên mạng rồi tôi mới coi được. Mọi người nhớ chia sẻ cho nhiều người xem Hồng Ngọc nha. Tình hình sức khỏe Hồng Ngọc bây giờ khả quan rồi, cũng đỡ nhiều rồi.
có cái là đòi về về nhưng mà bác sĩ chưa về đâu. Nào bác sĩ xét nghiệm hết bác sĩ cho về được. Em cũng biết là sức khỏe thì phải hoàn chỉnh hết mới ra được. Ủa đầu chứng thì chứng chí gì vậy? Một tháng 1 triệu rưỡi. 2 ngày để 1 lai nữa. Mà chí. Thì không chấm. Rồi gọi nông cho 1 lai 2 triệu thì mẹ đang có đi đóng nữa. Ngộ cái là Hồng Ngọc không chở đầu. Chú Tông chở đầu. Kỳ cục ở đó vậy luôn hả? Trời ơi. Sẽ mấy cô nó tự dặn cho. Ừ. Chở lại đâu? Chở lại đâu? Ngộ quá ha. Gia đầu ngộ. Ngộ lớn luôn á hả? Ừ. Ừ. Ha. Vậy ha. Chở đầu ngộ quá đó. Ngộ ha. Mọc nọng luôn rồi. Mọc bành. Mọc bành với ăn bánh canh. Ghế đầu đẹp ra. Cờ coi. Hai ba. Hai ba. Cái môi nó cũng bự lên nè. Môi dày lên nè. Lỡ môi nè. Bác sĩ làm bệnh cấp cứu đó. Qua một ngày hết. Đó, hôm đó mình đang gái nghe mặt mọc, không lên là nghe nó bác sĩ bị hổm nhận hả? Bác sĩ bên kia cứu á. Em hiểu cấp cứu của đầu tiên nhận mọc đâu vậy? Cái này gái ra đó, trời ơi mặt mọc rồi. Mọc nẹp trắng kẻo hơn rồi. Xong ha. Bấm nó đánh môi. Đánh môi nè. Đấy, chỗ nước chứ không phải xong hả? Thôi mày thôi. Đấy, nước khô đó, nước cái này của Đức á. Vừa vừa spa cái môi vừa lên môi nó lành á. Mai đi ngoại là sang nước cho khi nào đầy nó cho nó đầy nó lại ngoại nó gì sang nước nó sang nước gì? Sang nước mà chiếu cho nhau trong. Cái 200 mấy à? Cái 200 mấy. Ừ. Hồi nay mặt quá nồng mà thôi. Rồi có hỏi bác sĩ rồi hả cô? Bác sĩ nói không sao chứ hả? Ừ. Bây giờ là ăn uống nhiều hả? Ăn uống nhiều, thuốc này, bác sĩ nói nè. Thuốc này là ăn nhiều, ngủ nhiều. Nó mập như vậy mình là giờ là 2-3 ngày là bác sĩ đi tập thể dục đó. Chạy máy, chạy này kia nọ. Có nói bác sĩ nói là bị tích nước gì không? Không, sao bác sĩ nói sao? Không sao chứ hả? Rồi có tập thể dục hả Ngọc? Bác sĩ kêu tập hả? Có, là chắc đi lắp vòng rồi. Tập nhiều vô. Đi máy đi bộ đó rồi đạp cái lạp nữa. Tập phải nhiều mới được chứ tập để mai đi để gì đó nó tập nhiều nó mới xuống được cổ này có nọng không chứ tới mà bác sĩ khen đó rồi đắt cổ đắt hay có trời ta chuyên nghiệp mà gì đắt đó giờ mà hả gì đó giờ em biết lắc mà không biết lắc gì trời ơi, em lắp được mà. Nhiều dữ hả cô? Đúng rồi, chờ nó chờ hai tay chứ. Si âm hả? Chờ si âm. Giờ tắm vô là làm đẹp ha. Tôi vô tắm già, cho nó rất già, nó khô nữa. Ăn hồ, ngủ ngồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi luôn. Vậy là thuốc là buồn ngủ lắm hay là? Bây giờ nằm nó khó chịu quá à. Muốn ngồi mình ngồi nãy gì đó. Ngồi em nằm xuống, vô mà vừa thở khỏi. Ừ. Ngồi. Đi thể dục. Hồi tối đi xuống đi thể dục nó nhầm. Đi lộ bộ ha. Ăn bớt ăn lại đi, ăn nhiều quá. Ăn là hai hộp cơm đi. Hay nhiều chút xíu xíu à. Ăn hộp thôi, ăn kia hộp. Biết em biết chăng đâu có ăn. Nếu mổ ngon nha. Biết chăng. Rồi đem về đem đứa ăn ngon hay ngon. Giờ thèm anh biết nè. Ai đứa biết sốt chăng đây mua ở đâu bán, có bán, nó không biết có bán.
đâu? À. Ở chỗ đó không biết của bán. Đúng rồi, không biết chỗ đó. Không biết chân thần kim, đặc sản đó. Giờ thèm hả? Có ăn nhóc ngập mặt bây giờ thèm. Ôi, gì đó, ngọt, ngọt quá. Ngọt không có. Cơm. Cơm nhiều. Đó, ngọt ăn tốt. Nãy ăn hộp hả? Ăn rồi đó. Đẹp rồi, chứ để đẹp rồi. Giờ hát nữa là hay á. Giờ hát luôn vào đi, mình đi nấm đi. Dạ đi. Ôi, bạn em hả nào? Tao uống thuốc hàng ngày luôn, bây giờ nhà tao đi làm cũng trồng tôm, làm tép cái dưới. Lọc tép. Cái này, cái vấn đề bên ấy của Ngọc là phải uống suốt đời đúng không? À. Ra về cũng phải uống, uống mỗi ngày cho nó mình minh mẫn hơn. Chứ em bỏ là nó lại quên. Bỏ là nó quên lại. Nó không có tỉnh tồn. Rồi nó bắt đầu lội đi khơi khơi nữa đó. Được đi lùm lum tới rồi ai kiếm. Đợt này tụi anh không biết đường kiếm luôn á, đi đợt này là chết đi mất tiêu luôn. Đợt này là bỏ đi nữa, đi mất tiêu luôn. Thì đó. Tôi không lên xe ông một lần nữa chứ nó hoài. Xem tiếng nha. Không bao giờ, tôi không cho đi đón luôn. Tôi không thích. Tôi không thích con Thu thì con Thu không thích, tôi không nhìn thấy Thu. Không thích con Thu là không nhìn thấy tôi thế nào. Tôi không thích. Bây giờ em về nhà tôi anh đi theo về nhà được không? Không, sao không? Ông quay tôi bắt chỉ quay xong rồi chút lát rồi đi về thôi. Anh em ăn uống không? Anh Thượng Quân có cho tiền này kia thì mấy ông thật thà mà đến ông trao tham quay lên cho mấy người tôi coi thôi, có mẹ đâu à. Thì tới cũng ăn uống lát rồi cái công trình anh em mình mấy tháng trời nay rồi. Ăn uống gì? Mua đồ ăn nhà ca hát như hở đó. Trời ơi. Chứ kỹ trời. Chỉ đi ra chứ không cho anh em gặp nữa là sao trời. Ông đó cũng chưa phải là người yêu là anh em thôi. Kỳ trời. Chứ không được rồi, anh em gặp mặt mấy tháng nay, 3 tháng nay, giờ ở đâu giờ. Rồi đi về cứ không cho anh em gặp. Nó thèm giờ ăn nữa, ăn với gì nữa. Bánh mấy bánh gì? Bánh cam mặn không? Bánh đó ngon lắm á, béo á. Có thịt á. Có thịt, đúng rồi. Cái đó mua nào? Còn đi về chỗ đó một lần nữa. Đi chỗ đó đi kiếm con nghe Thanh đó phải không? Hả? Kiếm Thanh đó phải không? Không có, Thanh nào? Thanh nó trả tiền. Thanh là nó đối tượng. À, đối tượng. Đi 2 kiếm luôn. Chỗ đó khác nữa hả? Đi 2 kiếm luôn. Chỗ đó là kiếm ai trên đó? Tôi hả? Rồi cái đó để tính sao đây giờ, nói chuyện trước mắt rồi đi. Chuyện trước mắt đi. Có gì vui kể nghe. Có gì vui kể nghe. Ăn xong rồi chút ca đây quá. Chuyện như cô bác anh chị em người ta đang theo dõi. Có gì vui đâu không nhìn đây à. Sáng hôm gì đó rồi xong rồi tôi bây vào hỏi ăn xong rồi thể dục. Đi vô làm. Có gì vui đâu. Cũng như rồi về á. Về. Rồi về tỉnh mới về chứ. Được rồi, ông mất rồi, tỏ chịu lắm. Chịu nói chẳng. Nhìn bà, nhìn thử lắm, nhìn lắm. Trời ảnh chạm nữa nè. Mùa bài luôn. Cái gì? Em không chạm tiếp. Bác sĩ nó về tỉnh rồi, bác sĩ cho về thôi. Chịu ra không? Rồi giò giống sưng quá ta. Đau hả? Đau. Đau hả Ngọc?
Nó tích nước thì gì? Lẽ nó tích giữ nước thôi. Bằng chân à? Có thể nó giữ nước bằng chân. Đó, cái gương mọc lên cũng giữ. Cái gì? Lúc trước em cũng vậy hả? Gương mọc lên người ta đi uống nuôi bằng chân ở nhà thứ á. Trước là vậy luôn hả? Cũng vậy đó, úp tay nó uống nuôi à, cái này nè. Cái móc tay của nó uống luôn à. Nhưng mà lúc trước em có uống gì không? Đó. Có lần nào uống gì không? Ngày tôi mấy cái bàn tay nó nè, uống ra. Tay chân to nghe. Ờ. Nó uống thuốc, đường pháp đó. Uống ra. Nghe ông chút can nha. Nàng cao quyết liệt đây. Dưới mở cửa làm gì vậy? Cửa nào? Dưới nào? Dưới nào? Dưới nguyên. Tạm nguyên. Giờ này tôi ăn chưa? Thầy cô bác anh chị em thấy là nãy giờ em... Ăn gì khó của con tay hả? Ngọc ăn, ăn hết thèm, ăn này ăn kia. Cậu lớn chứ, ăn cái cậu lớn nữa. Cậu ăn cậu đi tắm đó. Ăn cậu na ha. Ăn cơm rồi, ăn cậu. Nó ăn chôm chôm. Ăn uống nước nhiều không? Uống dữ dằn luôn. Uống nước nhiều nó mới thải chất ấy được. Uống đá dữ lắm. Cái gì? Ăn thấy thèm chưa? Ta làm gì? Ta làm gì? Múa hả? Uống công công hay gì? Nó uống nu thì muội. Có nhiều người ta người ta bình luận nói cái này của ai, có anh Hẹn, có anh Tiến đây. Đâu quán gì? Đâu quán gì? Không vui ha. Cái bầu này có ai đây, anh Hẹn, anh Tiến đây. Người ta bình luận, không biết nói chơi nữa thiệt. Ông có, ông cứ gì mà nhưng mà ai nghe bà mặt cho tôi 7, 75, 7 chục. Còn làm gì chứ? Thì uống được gì uống sữa. Ăn. Thì uống sữa ăn rồi ở nhà tôi thôi. Có gì mà cần làm sơ sài làm được như đó là làm. Ai kêu? Ông nuôi hết nhà cửa xe cổ, mua xe gì mua cho xe đó. Nhà cổ đưa cho coi đi thử. Chắc được thử lâu. Người ta sắn vô nè. Ai? Đi chùa trước kia coi mảnh đất là được thử đâu. Ơi, nó nói gì vậy? Là người ta nói kêu em vậy hả? Ai là gửi em á hả? Ở đâu? Ông đó ở đâu mà ngon dữ vậy? Lên kiếm ông coi. Hả? Ông đó ở đâu mà ngon dữ vậy? Hồi đó em có coi ông Ven không? Biết ông Ven không? Ven trên mạng có đâu, em đâu có coi đâu biết hả? Thời điểm đó chứ em không biết rồi. Người nói Ngọc giống Ven. Ven ở Sóc Trăng hay gì? Ven Sóc Trăng. Ham tài sản. Ham tài sản hả? Ai ham? Em có ham không? Em không ham tài sản, em ham rồi. Ý nữa là nếu em ham tài sản vậy này em có biệt thự được không? Phải không? Phải không? Phải không? Dạy gì như nước ta. Ngon lành quá quý vị ơi. Ngon. Quá ngon.